Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tại đây này, lòng anh em có cảm nhận được rằng Chúa ở giữa chúng ta không? Điều đó rất là cần thiết anh chị em. Chúng ta không phải là đến với những lễ nghi, nhưng chúng ta đến để được gần cha của chúng ta. Đấng mắt chúng ta không thấy, nhưng lòng của chúng ta rờ chạm được. Mỗi một ngày, mỗi giây phút chúng ta được ở với Ngài, trò chuyện với Ngài. Điều đó là một kinh nghiệm cực kỳ cần thiết và quý báu đối với mỗi một người đã trở thành con cái của Chúa. Quý báu lắm. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi cũng cầu chúc Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn nâng đỡ tâm linh của mỗi một chúng ta, để rồi càng ngày chúng ta càng kinh nghiệm nhiều hơn những sự mầu nhiệm trong thế giới thuộc linh, trong thế giới mà mắt mình không thấy, tai mình không nghe được. Nhưng khi anh em được lớn lên, những giác quan đó được kích hoạt, và anh chị em thấy có một thế giới khác còn thật hơn cả thế giới này. Và khi đấy anh chị em sẽ biết được Đức Chúa Trời là ai, và Ngài hành động qua đời sống của mình trong cái thế giới này để cứu chuộc, để chữa lành, để giải phóng và làm cho đời sống mình thịnh vượng hoàn toàn. Anh chị em ơi, Chúa tạo ra mỗi một chúng ta không định cho chúng ta đi vào những đau khổ thất bại, không định cho chúng ta phải sống những ngày thiếu hụt. Nhưng Ngài tạo ra chúng ta và thế giới này từ ý định ban đầu là một thế giới hoàn toàn đầy đủ, vui vẻ, bình an và thịnh vượng mọi mặt. Đây là điều mà cứu Chúa Giêsu đã đưa mọi chúng ta trở về. Bởi vậy cho nên nhiều người hỏi cứu chuộc là gì, sự cứu rỗi là gì, giải thích lòng vòng khó hiểu. Nhưng tôi chỉ nói một câu đơn giản thôi: sự cứu chuộc có nghĩa là trở về nhà. Đơn giản vậy đó. Chúng ta đi đâu thì đi, đi du lịch, đi này đi nọ, có khi là đi bụi đời nữa, nhưng mà tất cả những cảm xúc lớn nhất ở trong những con người đó vẫn là cảm xúc trở về nhà. Các anh em nha, đó là sự thật, không đâu bằng nhà. Vì vậy trong thế giới thuộc linh, trở lại với Đức Chúa Trời là điều mà lòng người mong mỏi nhất. Dù con người đó có ý thức hay không ý thức, thì bên trong sâu thẳm vẫn luôn có cái điều này. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi cậy lời của Chúa để chia sẻ với anh em một sứ điệp với một cái tựa đề rất đơn giản thôi. Tôi gọi là hành trang của cơ đốc nhân. Đơn giản. Bởi vì chúng ta đi đâu, chúng ta cũng phải có chuẩn bị hành trang, hay gọi là hành lý. Mà nếu mà nói về sâu hơn một chút, gọi là những trang bị. Chúng ta ở đời này, chúng ta cũng phải có những cái trang bị cần thiết để chúng ta sống một cuộc đời đúng đắn. Trẻ con lớn lên thì cần phải được trang bị. Trang bị về đạo đức, trang bị về tri thức, để cho một đứa nhỏ khi lớn lên nó trở thành một con người đúng đắn. Thiếu đạo đức cũng không được, mà thiếu tri thức cũng không xong. Chúng ta cần cả hai. Như vậy thì trong thế giới linh, khi chúng ta trở thành con cái của Ngài, chúng ta cũng cần được trang bị. Chúng ta cần có những cái sự rèn tập, học hỏi, có những cái sự kỷ luật uốn nắn, để rồi chúng ta sống một đời sống tâm linh đúng đắn. Nếu chúng ta không có cái hành trang đó, chúng ta cũng có thể gọi là con cái của Chúa, nhưng chúng ta sống một đời sống tâm linh thiếu hụt vô cùng, một đời sống tâm linh nghèo nàn vô cùng, một đời sống tâm linh không thú vị, và khiến cho chúng ta thường là nản lòng, không tấn bộ trong đời sống. Bởi vậy thưa anh chị em, tôi sẽ nói về chủ đề này buổi sáng hôm nay dựa vào đoạn kinh thánh trong Côlôse từ chương 1, từ câu 3 đến câu thứ 14. Đó là đoạn kinh thánh mà tôi sẽ cậy ơn Chúa để chia sẻ cùng với anh chị em. Tuy nhiên anh chị em có thể tham khảo thêm về nhà ở trong Roma chương 5 câu 5, Galati chương 5 câu 6, hoặc là thêm đi ở trong Tê-sa-lôn-ca nhất chương 5 câu 16 đến 18, Luca chương 3 câu 21, và một vài câu nữa như trong Luca chương 9 câu 28, và cuối cùng là Tê-sa-lôn-ca 2 chương 3 câu 5. Anh chị em chú ý những câu kinh thánh đó. Tôi sẽ đi qua những câu này,
Nhưng anh chị em có thể ghi chép về nhà và mình đọc thêm để chúng ta hiểu được cái chủ đề này. Tôi xin khởi sự đọc lời Chúa và cùng anh chị em ở trong Côlôse chương 1 câu 3 đến 14. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Vì có sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó, y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ, và đã tỏ cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Câu 9. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngon và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển của Ngài, được các sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ, chịu đựng mọi sự. Câu 12. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rơi qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cảm ơn Chúa vì lời Ngài. Và tôi muốn anh chị em mình chú ý đoạn kinh thánh này. Ở đoạn kinh thánh này, chúng ta sẽ đi lần lượt từng câu một, từng đoạn một, và chúng ta sẽ biết được Chúa chuẩn bị, muốn chúng ta chuẩn bị cái hành trang như thế nào cho đời sống tâm linh của mình. Ở đây đó, cái bối cảnh mà sứ đồ Phao-lô viết những câu này là cái bối cảnh ông đã dựng được một hội thánh tại thành Côlôse. Ông dựng được, ông đi đâu đó một thời gian để ông truyền giáo ở nơi khác nữa, ông dựng những hội thánh ở nơi khác nữa, và rồi ông để lại những cộng sự trung thành chăm sóc những con người này để họ được lớn lên. Và khi ông đi thì ông được nghe báo tin rằng những người Côlôse này đã bắt đầu kết quả trong Chúa. Cho nên lòng ông vui mừng và ông viết một bức thư gửi cho họ. Ông vui mừng bởi vì kết quả của công việc ông không bị tuột mất, không đánh bá vơ, không đánh gió. Nhưng mà ông đã thấy rằng có một hội thánh gọi là hội thánh ở thành Côlôse đã được dựng nên, và ông vui mừng, ông viết thư cho họ. Bây giờ câu hỏi là dấu hiệu nào cho thấy một hội thánh đã được dựng nên? Dấu hiệu nào cho thấy một con người đã được sinh ra? Dấu hiệu nào cho thấy rằng chúng ta có một đời sống tâm linh đang tăng trưởng? Đây là câu hỏi có lẽ chúng ta cần phải trả lời một cách nghiêm túc dựa vào lời Chúa. Có thể ai đó nghĩ rằng, ô, từ ngày tôi đến hội thánh, tiền của tôi nhiều hơn, cho nên chắc chắn là tôi lên thiên đàng rồi. Ôi, từ ngày tôi đến hội thánh, tôi thấy tôi được tâm hồn thoải mái, bạn bè mới nhiều, vui vẻ, chắc chắn là có dấu hiệu rồi. Và có thể nhiều lý do khác nhau. Nhưng anh chị em, khi mình nhìn vào đoạn kinh thánh này và mình nhìn thấy rằng sứ đồ Phao-lô ổng khẳng định rằng phúc âm của Chúa đã được tấn tới trong những người Côlôse, phúc âm của Chúa được kết quả trong những người Côlôse, và phúc âm này đã dựng lên một hội thánh vì ông nhận được tin rằng tình yêu thương đã được nảy nở trong đời sống của họ. Họ đã bắt đầu biết yêu thương, họ đã bắt đầu biết làm những việc làm của tình yêu, họ đã bắt đầu biết san sẻ, họ đã bắt đầu biết cảm mến, họ đã bắt đầu biết chân thành, họ đã bắt đầu biết trân trọng những anh em mình. Và ông nói rằng tình yêu đó được cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Thưa hội thánh và anh chị em, trong thế giới mà chúng ta đang sống, thú thật là
nó không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nó tràn đầy sự sợ hãi, nghi ngờ và ích kỷ. Nó đúng cho cả mọi người. Anh chị em mình nhớ lại, trước khi mình tin Chúa, mình chỉ yêu người nào thích mình thôi. Mình chỉ yêu người nào yêu mình thôi. Mình chỉ muốn chơi với người nào có lợi cho mình thôi. Đó không phải là chúng ta khác biệt, không phải. Mà bởi vì cái tính chất của thế giới này nó như vậy, và chúng ta đã được sinh ra trong cái thế giới tội lỗi này. Lòng chúng ta được định hình như vậy, trái tim chúng ta được đúc lên khuôn như vậy, tâm trí chúng ta được uốn nắn như vậy. Cho nên sự ích kỷ, nghi ngờ, sợ hãi len lỏi vào từng tâm hồn của con người. Và cho đến khi chúng ta gặp Đấng Christ thì chúng ta vẫn sống như vậy. Không có sự chân thành, không có tình yêu thương, không có sự trông cậy, không có đức tin, không có bất cứ một thứ gì tốt đẹp. Nhưng chị em ơi, khi phúc âm của Chúa đến, liệu lòng chúng ta có được chuyển hóa không? Khi phúc âm của Chúa đến, trái tim chúng ta có bắt đầu biết yêu thương người khác không? Mà trong Kinh Thánh ở Colosse này nói rằng là tôi nghe thấy tình yêu thương anh em là đối với các thánh đồ bắt đầu lan rộng. Anh em thử nghĩ lại, khi mình được Đức Thánh Linh thấm viếng, khi mình nghe phúc âm và tin, anh chị em đến với một hội thánh, nhìn những anh em cùng đức tin, mặc dù không biết anh em đó, chị em đó đến từ đâu, quê hương ở đâu, giọng nói là gì, trình độ là gì, nhưng mà tự nhiên lòng mình cảm mến như gặp từ lâu. Anh chị em có thấy điều đó không? Tôi thấy điều đó đó. Tôi thấy điều đó. Bởi vì lạ lắm, đây là sự siêu nhiên. Đây không phải do mình nghĩ ra, đây không phải do mình cố thể hiện, nhưng mà bởi Đức Thánh Linh cảm chịu trong lòng mình, tự nhiên mình yêu mến con cái của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ những ngày tin Chúa bên Nga, lúc mà tôi mới gặp Chúa đó. Tôi vô hội thánh, lần đầu tiên bước vào hội thánh. Mặc dù họ là người Nga, nhưng mà sao tôi thấy nó thân quen như là bạn bè đã từ rất lâu. Bước vào trong một buổi nhóm, cái bầu không khí yêu thương chân thành nó bao trùm lấy cả linh hồn của mình. Anh em ơi, đó là dấu hiệu của sự sống. Đó là dấu hiệu duy nhất để chứng minh rằng Đức Chúa Trời ở trong hội thánh đó. Tôi nói với anh chị em, không phải tiền bạc đâu, không phải năng quyền đâu, không phải phép lạ dấu kỳ đâu, không phải điều nọ điều kia đâu, không phải chức danh nhiều người có quyền thế ở trong hội thánh là hội thánh của Chúa đâu. Không phải đâu anh chị em. Nhưng tôi nói xác với anh chị em rằng, ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Cho nên mình lấy cái đó làm dấu hiệu. Đó là dấu hiệu, tôi gọi là dấu hiệu nảy mầm. Dấu hiệu nảy mầm. Một cái hạt giống gieo xuống đất, làm sao anh chị em biết rằng nó sẽ thành cái cây? Đó là 9 giây phút anh em thấy nó nảy mầm. Còn nếu nó không nảy mầm thì sao? Xong rồi, gieo hạt khác, có thể kiến ăn, gà ăn, đúng không? Nảy mầm, phải nảy mầm mới thành cây được. Anh chị em ơi, đời sống tâm linh chúng ta cũng vậy. Chúng ta nảy mầm khi nào đây? Nảy mầm khi trái tim của chúng ta bắt đầu có tình yêu chuyển động. Anh em thấy mình yêu mến anh em mình, mình thấy không thể sống đắc nhân tâm với anh em mình nữa. Mình không thể sống giả vờ, ôi sao, chị ơi anh này đẹp tuyệt vời, anh yêu mến ghê, quay sau lưng mặt thằng đó chán lắm, không thể sống thế được nữa, đúng không? Người thế gian có thể sống kiểu đó, trước mặt ô vui cười thế này, ra sau lưng cái thằng tao đâu muốn gặp nó đâu. Người đời thế. Và họ viết cả quyển sách 36 kế tôn tẩn gì đó, đất nhân tâm gì đó, bán đầy hiệu sách hết. Vậy có người ta dối ra, bằng mặt mà không bằng lòng, sống bề ngoài thôi. Tôi nói anh chị em, cái áo không làm nên con người, nhưng trái tim bên trong nó thể hiện những gì con người có. Nếu tấm lòng chúng ta tràn đầy tình yêu của Chúa một cách chân thành, nó sẽ thể hiện ra. Chắc chắn nó thể hiện ra. Và một trong những dấu hiệu của tình yêu đó là chúng ta thành thật với nhau. Chúng ta không đãi môi để lấy lòng ai. Chúng ta không dùng những cái chiêu thức
để lôi cuốn ai, nhưng thật sự chúng ta sống chân thành. Đó anh chị em. Nên sứ đồ Phao-lô nói, từ ngày tôi nghe tin đó, tôi cầu nguyện cho anh em. Không thôi, nghe tin gì vậy anh em? Là tỏ cho tôi biết lòng yêu thương anh em cảm chịu bởi Thánh Linh. Và sứ đồ Phao-lô nói, khi tôi nghe điều này tôi bắt đầu cầu nguyện. Và ông nói rằng ông cầu nguyện sao hả? Không thôi. Tôi suy nghĩ về điều này, tôi nói ôi hay nhỉ, sứ đồ Phao-lô khi nghe tin như thế này mới cầu nguyện. Còn nếu nghe tin mà khác thì chắc ông cầu nguyện. Nhưng mà ngẫm lại tôi thấy ông sứ đồ Phao-lô rất thực tế và rất khôn. Một cái hạt giống gieo rồi, mọc mầm rồi, thành cái cây rồi, thì chúng ta mới tưới nước bón phân chứ. Nó không mọc bón làm gì, anh em công nhận không? Không mọc bón làm gì. Nếu anh em gieo hạt giống mà nó chẳng mọc gì cả, bón làm gì, tưới nước làm gì mà trẻ gieo cái khác. Cho nên cũng vậy, lý do mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện không thôi là bởi vì ông đã thấy dấu hiệu sự sống xuất hiện trong những người Cô-lô-se. Anh em đi lập nhóm tế bào, anh em đi mở hội thánh, anh em đi làm việc nọ việc kia của Chúa, hãy học chỗ này. Anh em bắt đầu thấy điểm nhóm tế bào mình yêu nhau như chim non ríu rít, hãy về gặp đầu cảm tạ Chúa đi. Tốt rồi đấy. Eli khi thấy một đám mây đen bằng bàn tay, và ông nói sao anh chị em? Sắp có mưa lớn. Sắp có mưa lớn. Khi chúng ta thấy những con cái của Chúa ở trong một điểm nhóm, trong hội thánh, yêu thương nhau, mến nhau thật thà, đến nỗi rằng đã nói rằng là một tuần không gặp nhau nhớ chịu không nổi, là mưa lớn rồi đấy. Mưa lớn. Mà thậm chí lũ lụt luôn. Tôi đảm bảo là lũ lụt luôn. Còn khi anh chị em không thấy dấu hiệu đó thì tiếp tục phải quỳ gói đổ nước mắt nữa. Đổ nước mắt cho những linh hồn. Vì tôi nói với anh chị em, chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới thắng tất cả những điều gian ác của thế giới này. Tình yêu thương thì sao anh chị em? Thắng hơn sợ hãi, thắng hơn thần đời này. Và dấu hiệu sự sống này đến, và sứ đồ Phao-lô nói tôi bắt đầu cầu nguyện cho họ. Không thôi. Hành trang thứ hai là đời sống cầu nguyện. Tôi rất thích chữ không thôi ở đây, bởi vì nhiều người trong chúng ta chỉ cầu nguyện khi có năng đề thôi, phải không ạ? Chỉ cầu nguyện khi có năng đề. Còn khi mà mọi sự bình an thôi, đi giải trí một cái chứ cầu nguyện làm gì. Đó là lối sống đời này, đó là lối sống thiếu tỉnh thức. Và đó là lý do tại sao cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng gồng mình lên để đối phó. Hết xung đột đến nợ nần, hết nợ nần đến bệnh tật, hết bệnh tật rồi đến buồn lầu, rầu lo lắng, rồi con cái, vợ chồng, đủ kiểu hết. Tại sao? Nếu anh chị em làm một thống kê trên đời sống giữa những người thường xuyên phải đối phó, thì tôi đảm bảo rằng người đó không có một đời sống cầu nguyện liên tục. Chỉ khi nào năng đề đến, người ta người đời gọi là nước đến chân mới nhảy. À, mà đôi khi nhảy không kịp nó cuốn luôn. Không, như lũ Trung Quốc bây giờ thôi chứ sao mà nhảy. Không, nhà hai lầu mà nó ngập luôn, người ta phải mở cửa sổ để bơi qua cửa sổ để đi ra. Thế thì nhảy làm sao? Cho nên chị em ơi, tôi khích lệ anh chị em rằng cầu nguyện không thôi phải là lối sống của con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta dùng chữ không thôi, nó có hai ý nghĩa. Nghĩa là cầu nguyện mỗi ngày, là ý nghĩa thứ nhất. Mỗi ngày cầu nguyện. Sự cầu nguyện chính là gì anh chị em? Chính là đặc ơn mà Đức Chúa Trời ban cho con người, và nhất là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ không có được bất cứ điều gì từ Chúa cả. Anh em thử nghĩ đi, có phải anh em được tái sanh vì anh em cầu nguyện không? Amen chứ. Có ai ở đây được tái sanh mà không cầu nguyện không? Tôi nghĩ là không. Nếu lòng anh em xưng Giê-xu là Chúa ra thì anh em được cứu. Cho nên cái miệng này mà nó không mở ra là căng đấy. Cho nên phải mở môi miệng mình ra và nói với Chúa, nói với Chúa điều nọ điều kia, để rồi ân điển của Đức Chúa Trời đến, món quà của Đức Chúa Trời đến, và chúng ta bắt đầu nhận lãnh. Cho nên nhiều đời sống con cái Chúa nói rằng sao tôi không nhận lãnh gì cả, thì câu trả lời là bởi vì anh chị em không cầu xin. Hay nói nông na là anh chị em không cầu nguyện. Đời sống không cầu nguyện là một đời sống ngắt kết nối với Đức Chúa Trời.
đời sống không cầu nguyện là một đời sống bị gãy trong đức tin. Đời sống không cầu nguyện là một đời sống yếu đuối. Những người không cầu nguyện yếu lắm, cực kỳ yếu, yếu về mặt linh, yếu về mặt thuộc linh, và rất dễ cám dỗ, rất dễ bị sa ngã, rất dễ bị lung lạc, rất dễ bị đời này cuốn hút, rất dễ bị sa tăng lừa dối, rất dễ để bệnh tật mỏi mệt và bị hà hiếp trong tất cả mọi lĩnh vực. Người không cầu nguyện là người rất dễ nóng giận, rất dễ bực bội, rất dễ bị phản ứng theo xác thịt. Anh chị em ạ, cho nên chính đời sống cầu nguyện không thôi này nó khiến cho chúng ta có được ân điển từ Ngài. Anh chị em thấy ở trong ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16-18, sứ đồ Phao-lô nói hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là một lời khuyên, phải không ạ? Và trong Luca chương 3 câu 21, anh chị em đọc anh em sẽ thấy Chúa Giê-xu khi chịu báp têm ở sông Giô-đan bước lên, và Kinh Thánh chép Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra. Đây là một câu Kinh Thánh cực kỳ sâu nhẹ nha anh chị em. Người đứng cầu nguyện, Ngài đứng cầu nguyện thì trời mở ra. Anh chị em ạ, khi anh em cầu nguyện, thế giới linh mở ra như một bức màn vén ra và anh chị em nhìn thấy. Anh chị em có bao giờ đi xem kịch ở các nhà hát kịch không ạ? Trước khi mà bắt đầu vở kịch thì nó có cái màn nó che lại đúng không? Mình ngồi dưới chỉ nhìn thấy cái màn đỏ thôi, không thấy gì cả. Nhưng mà khi đó, bắt đầu có chuông reo một cái thì bắt đầu bước màn từ 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 vén ra, và chúng ta thấy mọi khung cảnh trong đó. Anh chị em à, thế giới linh cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ bước đi theo con người tự nhiên này, trong thế giới thể xác này, chúng ta thấy mọi bước màn không có gì hấp dẫn hết á. Rồi người này giảng, người kia giảng, ôi thế giới linh hấp dẫn lắm, chẳng chả thấy cái gì cả. Nhưng khi chúng ta bước vào một đời sống cầu nguyện và bất thình lình bức màn đã mở ra, anh chị em bắt đầu thấy và nghe. Anh chị em bắt đầu thấy những điều hấp dẫn của Chúa. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện và trời mở ra, và có tiếng nói từ trời xuống: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Mà anh chị em thấy lạ không? Chỉ có Chúa Giê-xu nghe tiếng đó thôi. Mấy người khác bảo là sấm, mấy người khác bảo sấm. Nhưng mà Chúa thì nghe được. Đức Chúa Cha nói đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe ngợi, đẹp lòng ta mọi đường. Cho nên khi anh em cầu nguyện là cơ hội để cho linh anh em bước vào thế giới của Đức Chúa Trời. Anh em cầu nguyện thì nói theo cái kiểu ngôn ngữ bình dân cho nó dễ hiểu, cái hào quang xung quanh anh em sáng lên, dễ hiểu. Mỗi một con người anh em đi trong thế giới linh, nó có cái quầng sáng bao bọc xung quanh. Anh em là người tái sanh, nó là như vậy. Còn người chưa được tái sanh, nó tối thui, không có gì cả. Người nào được tái sanh, mình nhìn vào con mắt thuộc linh, mình thấy họ có cái vầng sáng, vầng sáng. Và khi anh em càng cầu nguyện, cái vầng sáng nó càng lớn lên, lớn lên, lớn lên, lan tỏa lên. Và khi anh em cầu nguyện nhiều, ở với Chúa nhiều, anh em bước gần tới người nào, vầng sáng đã ảnh hưởng người đó. Người đó có thể ngã xuống, người đó có thể run rẩy, ma quỷ có thể lôi về, bệnh tật có thể biến mất. Chúa là ánh sáng. Tôi nói điều đó để khích lệ anh chị em có đời sống cầu nguyện. Càng cầu nguyện, anh em càng được nhân lên trong điều đó. Anh chị em nhớ câu chuyện Chúa hóa hình trong Luca chương 9 không? Một ngày nọ Chúa đem ba môn đồ lên núi cao, và Kinh Thánh chép là gì? Câu chương 9 câu 28 ra đây. Ngài cầu nguyện trên đó, và Kinh Thánh chép đáng khi Ngài cầu nguyện thì sao anh chị em? Áo của Ngài trở nên sáng lòa. Môi-se ở trên núi với Chúa, cầu nguyện với Chúa, ở với Chúa, trò chuyện với Chúa. Khi ông bước xuống, mặt ông sao? Sáng lòa. Đó là bí mật trong đời sống tâm linh. Tôi khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện để tương giao với Đức Chúa Trời, cầu nguyện để gặp gỡ Đức Chúa Trời, cầu nguyện để có người thuộc linh của anh chị em mạnh mẽ. Có thể anh chị em sẽ nói với tôi rằng: nhưng mà cầu nguyện biết nói gì một sư? Nói lụp bụp vài lời rồi con ngưng 2 phút à, không biết nói gì nữa. Anh chị em à, đừng quên Chúa Thánh Linh ban cho anh chị em một ngôn ngữ mới để cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ban cho anh em ngôn ngữ mà chỉ có những người tái sanh trong tân ước mới có. Cựu ước thì mơ cũng không có. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có tiếng mới, có tiếng thiên sứ, có tiếng loài người để cầu nguyện. Và Kinh Thánh trong
Cô Rinh Tô nhất chương 14 nói rằng người nào nói tiếng lạ là không phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời để gây dựng chính mình. Gây dựng lại sao đây? Có nghĩa là khi anh chị em nói tiếng mới thì từng viên gạch tâm linh anh chị em được xây lên, và căn nhà thuộc linh của anh em càng hoành tráng, càng mạnh mẽ. Linh anh chị em trở nên mạnh mẽ vô cùng. Tôi khích lệ anh chị em mỗi ngày nói tiếng mới, ít nhất nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ. Chào tôi. Anh em nào làm được điều đó, tôi đảm bảo anh chị em không còn như cũ nữa đâu. Không còn như cũ nữa. Anh em trở thành một con người lúc nào cũng đầy dậy thánh linh, lúc nào cũng sẵn sàng để mà đối diện với trận chiến thuộc linh, sẵn sàng đầy năng lượng đứng trước những thử thách, những nan đề, những khó khăn. Anh chị em không còn sợ hãi nữa. Tôi đảm bảo anh chị em, người cầu nguyện và đầy dạy Chúa, cái khái niệm sợ hãi nó không có. Không có. Dù bất cứ nan đề gì nó không có. Đó là lý do tại sao tôi hiểu được 12 sứ đồ của Chúa, sứ đồ nào cũng người chết chém, người chết đầu chốt xuống, người bị đầy ra đảo, người bỏ vạt dầu, người bị cưa làm đôi, nhưng mà chẳng người nào chối Chúa cả. Họ không có sợ. Cho nên người cầu nguyện là người tràn đầy sức mạnh của Chúa. Và tôi khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện tiếng mới càng nhiều càng tốt. Vì anh chị em cầu nguyện tiếng mới là cánh cửa đưa chúng ta bước vào thế giới linh. Cái sự cảm nhận của anh chị em cực kỳ nhạy bén. Nhạy bén lắm. Không phải cái giác quan thuộc linh của anh chị em chỉ có thấy và nghe đâu. Anh chị em còn có những giác quan rờ ngửi nữa. Anh em phục vụ Chúa và anh em sẽ ngửi thấy những mùi thơm của Chúa ở trong căn phòng nữa. Anh chị em sẽ cảm nhận được Chúa đứng bên cạnh mình nữa. Anh chị em sẽ thấy và nghe được nữa. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, chính sự cầu nguyện là nền tảng, là hành trang không thể thiếu cho đời sống của mọi con cái được tái sanh. Nhiều anh chị em bảo mục sư ơi, đời sống con yếu đuối quá. Từ ngày tin Chúa mà nó cứ trồi lên trục xuống. Lúc là yêu Chúa, lúc là chán Chúa. Lúc đó thì không muốn gì cả, đầu óc trống rỗng, tấm lòng thì nghiêng ngả thế này thế cả. Hỏi con có đời sống cầu nguyện không? Không, con chỉ cầu nguyện khi ăn cơm với trước khi đi ngủ thôi. Ăn cơm với đi ngủ nhiều khi cũng không cần đó. Ăn cơm với đi ngủ đó là những thủ tục. Cho nên cho em mà 1 phút cầu nguyện trước khi ăn cơm và 3 phút khi đi ngủ, nó không có là cái gì, nó chỉ là một chút oxy thôi. À, giống như ngáp cái rồi nhãn thấy oxy vô rồi ngáp tiếp. Không phải như vậy. Đời sống chúng ta phải là đời sống không thôi, cầu nguyện không thôi. Và cái chữ không thôi này nó còn có ý nghĩa là gì? Là luôn luôn trong lòng kết nối với Chúa 24/7. Không thôi này nó có nghĩa là mỗi ngày rồi nhé, tôi giải thích rồi. Nhưng mà không thôi này nó còn có nghĩa là luôn luôn ở trong lòng, một cái trạng thái kết nối với Chúa. Lòng lúc nào cũng kết nối với Chúa, lòng lúc nào cũng đang trò chuyện với Chúa. Mặc dù anh em đang nói chuyện với người khác, nhưng tấm lòng anh em đang trò chuyện với Chúa. Hãy xin Chúa điều đó. Đó là một cấp độ cao hơn rồi. Nhưng tôi nói rằng, nếu Chúa bảo rằng hãy cầu nguyện không thôi, có nghĩa là chúng ta có thể làm được. Amen nhé. Nếu không làm được thì Chúa không nói. Chúng ta làm được. Hãy đừng để cho tấm lòng mình nó tự do. Hãy đặt cho nó một công việc gì đó để làm. Thức dậy hãy đặt cho nó một công việc gì đó để làm. Hãy nghĩ về Ngài, hãy thờ phượng Ngài. Hãy nói với tấm lòng, linh hồn ơi, hãy ngợi khen Chúa đi. Hãy cảm tạ Chúa ngày mới đi. Hãy chúc phước cho công việc ngày mới đi. Hãy chúc phước cho mọi mối quan hệ trong ngày mới đi. Anh em ơi, hãy nói cho tấm lòng điều đó. Và tiếp theo, sứ đồ Phao-lô ông bày tỏ, ông cầu nguyện những gì cho những người mới anh chị em. Dĩ nhiên khi ông nói là tôi cầu nguyện không thôi, là ông đang muốn đưa một tấm gương cho những người Côlôse đọc được rằng: hỡi anh em Côlôse, hãy bắt chước tôi đi, tôi cầu nguyện không thôi đây nè. Và những người đã cầu nguyện. Nhưng ông cầu nguyện gì nè? Những người Côlôse cần điều gì nè? Thứ nhất, anh chị em đọc Côlôse sẽ để ý ha, hiểu được ý muốn của Chúa. Có đúng không? Hiểu ý muốn của Chúa. Đôi khi chúng ta được tái sanh rồi, chúng ta không biết đâu là ý muốn Ngài, đâu là ý muốn của xác thịt, đâu là ý muốn của ma quỷ. Nếu Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta không bày tỏ, chúng ta rất dễ lẫn lộn. Nếu như chúng ta không đọc Kinh Thánh, chúng ta cũng không biết đâu là điều dữ mà đâu là điều lành. Điều lành cho là dữ, mà điều dữ cho là lành. Lẫn lộn.
Cho nên anh chị em ơi, ý muốn của Đức Chúa Trời nó được bày tỏ bằng hai phương cách. Đó là lời của Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Đức Thánh Linh. Và nhờ đời sống cầu nguyện, chúng ta nhận được sự ấn chứng của Chúa rằng là con ơi, việc này con chớ làm. Không cầu nguyện, chúng ta không có cái cảm nhận đó. Mặc dù nhìn bề ngoài cái việc đó trông rất thiện, nhìn bề ngoài việc đó trông có vẻ rất hấp dẫn, nhìn bề ngoài cái việc đó không hại ai, nhìn bề ngoài cái việc đó trông có vẻ cũng có lợi đấy. Nhưng anh chị em à, khi anh chị em có một đời sống mật thiết với Chúa thì Chúa sẽ tỏ con, việc đó đừng rỡ vào. Anh em sẽ có được sự cảm nhận, cảm nhận. Và khi cái sự cảm nhận đó nó dâng trào lên, đầy dậy trên anh em, thì Kinh Thánh chép anh em cũng cần đến sự khôn ngoan thiêng liêng và hiểu biết thiêng liêng. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 2, chương 2 câu thứ 14 có chép là cái người có tánh xác thịt đó anh chị em, nó không hiểu được những cái điều thiêng liêng, không hiểu. Cho nên nếu chúng ta không có một đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa thì chúng ta là người xác thịt, hay nói nôm na chúng ta là cơ đốc nhân còn đỏ. Chúng ta là người tái sanh nhưng mà vẫn sống theo xác thịt. Chúng ta không thể nào tiếp cận được với sự khôn ngoan hiểu biết thiêng liêng của Chúa. Chúng ta không hiểu nó. Ví dụ như anh em đang cầu nguyện, con anh em đang bị bệnh, và vợ anh em nói rằng đứng dậy đưa ngay đến bệnh viện đi, ví dụ thế. Bình thường chuyện đó là mọi người trên đời sống này tự nhiên là chuyện bình thường, không gì chống cả. Nhưng khi anh em cầu nguyện, có thể Chúa sẽ phán anh chị em, con đứng dậy, đọc Mát chương 16 câu 15, 16, 17, ai tin ta đặt tay lên người bệnh được lành. Con đứng dậy đặt tay lên con để nó được lành. Nếu anh em là người không thiêng liêng, anh em sẽ cho rằng phi lý quá. Bây giờ nó bệnh thế này mà đặt tay lành là lành sao? Anh em không có khả năng để tin điều đó. Nghĩ là đơn giản nhưng nó không đơn giản chút nào. Có những người chúng ta không thể tin được điều này. Nhưng khi chúng ta tràn đầy Thánh Linh, chúng ta tràn đầy sự thăm viếng của Chúa, chúng ta tràn đầy cái sự khích lệ của Chúa, chúng ta tự nhiên tin xác quyết trong điều rằng khi mình đặt tay lên con mình sẽ phục hồi. Và anh em làm theo, tự nhiên khỏi tốn tiền taxi chở đến bệnh viện, anh em được lợi trong cuộc sống. Những hiểu biết thiêng liêng, những sự khôn ngoan thiêng liêng là để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Ý muốn của Chúa là để cho chúng ta sống đúng đắn và không sập bẫy. Anh chị em ơi, con người cầu nguyện sẽ được Chúa ban cho điều này. Anh em nhớ lại lời sứ đồ Phao-lô nha. Cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em. Rõ ràng không? Đức Chúa Trời ban cho anh em những điều đó. Ý muốn nè, sự khôn ngoan nè, sự hiểu biết nè, mà hiểu biết thiêng liêng. Cho nên thưa anh chị em, nhiều người đi với Chúa một thời gian xong bị vấp phạm bởi con cái của Ngài. Họ nói anh kia chị kia tin Chúa mà sao sống như vậy, ôi tin Chúa mà sao còn luôn tuồng như vậy, ôi tin Chúa mà sao còn nhậu nhạt như vậy, tin Chúa mà sao còn say sưa như vậy, tin Chúa mà sao lại đi còn nói năng tục tiểu bậy bạ như vậy. Và nhiều người vấp phạm, bộ họ không hiểu được những điều đó là không đẹp lòng Chúa sao. Xin thưa anh chị em, cái người mà không được Chúa mặc khải cho đó, Kinh Thánh gọi là mù lò tâm linh. Mà cái người mù rồi đó, cái cột điện còn không thấy chứ huống trò chi cái cây kim đó vậy. Cái người mù là cột điện còn không thấy, đi tung cột điện là chuyện bình thường đó. Đường không đi cứ cột điện tản vô, chuyện bình thường. Cho nên khi chúng ta sống một đời sống mù lò tâm linh, chúng ta làm những cái việc mà người khác không thể hiểu. Người khác nói sao mà anh ấy làm cái việc đó, sao mà chị ấy làm việc đó. Nhưng xin thưa anh chị em, bởi vì người ta mù lò và cần kết nối với Chúa, cần ánh sáng của Chúa, cần sự đụng chạm của Chúa để cho ánh sáng được khai mở ra trên mắt tâm linh chúng ta. Mắt tâm linh chúng ta mở ra và chúng ta thấy ô, Chúa ơi, đời sống con ô uế quá, đời sống con bất khiết quá, đời sống con cần thay đổi nhiều thứ quá. Anh chị em à, tôi nói với anh chị em à, chỉ khi nào Chúa mặc khải, con người ta mới được thay đổi. Tôi nói vậy cũng để nói cho các bậc cha mẹ, đừng có ép con mình thay đổi, nó không thay được đâu. Cho đến khi Đức Chúa Trời đụng chạm tấm lòng nó.
Nhiều người chúng ta đi theo luật pháp tôn giáo ép vào khuôn, nhưng mà chỉ được hình thức bề ngoài thôi, còn tấm lòng thì sao? Không thay đổi. Chúa chúng ta là đấng rơi chạm trong lòng, khai mở tâm linh để cho chính con người đó hiểu rằng lạy Chúa con cần thay đổi, lạy Chúa đời sống con bất toàn, lạy Chúa nhiều điều bất toàn trên đời sống con quá, Chúa ơi con phải thay đổi điều này điều này điều này. Tôi gọi đó là hiểu biết ý Chúa, tôi gọi đó là sự khôn ngoan của Chúa, tôi gọi đó là sự hiểu biết thiêng liêng của Chúa. Anh chị em à, hành trang của chúng ta cần ba điều này thường trực tuôn chảy trên cuộc đời chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày. Nếu chúng ta thiếu những điều này, chúng ta sẽ như người mù đi lạc đường và có thể té ngã lúc nào không biết. Đó. Và chính đời sống cầu nguyện giúp chúng ta điều đó. Chúng ta đi tiếp nha anh chị em. Tất cả những sự đấy dẫn chúng ta đến đâu? Dẫn chúng ta đến một lối sống ăn ở đẹp lòng Ngài. Anh em học câu Kinh Thánh thuộc lòng hôm nay rồi. Chúa muốn chúng ta nên thánh, nên thánh trong mọi cách ăn ở. À, có người bảo là thánh có nghĩa là từ bỏ tất cả thế giới này đi tu. Đâu phải. Nhưng mà đối với Chúa cái khái niệm nên thánh nó khác. Thánh đối với Chúa là thánh trong cách ăn nết ở, trong cách mình cư xử với người khác, trong cái cách mình sắp xếp căn nhà của mình, trong cái cách mình điều độ tiết độ trong cái lối sống ăn ngủ làm việc của mình. À, thánh là trong cái cách mình quan hệ với người nào và không quan hệ với người nào. Thánh là trong cái cách mình ăn nói và suy nghĩ ra sao. Thánh là trong những cái cách mà mình vận hành, điều hành gia đình mình, cuộc sống mình, người thân yêu của mình. Thánh trong mọi cách ăn ở. Và điều này Kinh Thánh chép rằng nhờ sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, chúng ta có thể vận hành cuộc sống mình đẹp lòng Chúa. Anh chị em mình có muốn sống đẹp lòng Chúa không? Chắc chắn là muốn. Nhưng nếu như chúng ta không được trang bị những hành trang này để kết nối với Chúa, đảm bảo rằng chúng ta làm buồn lòng Ngài mà không biết. Chúng ta làm buồn Thánh Linh mà không biết. Chúng ta đang sống trái ý Chúa mà không biết. Đúng không? Trong hôn nhân, trong mối quan hệ, chúng ta sống trái ý Ngài mà không biết. Chúng ta nghĩ rằng chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà đối với Chúa ghi trong lời Ngài là không bình thường. Trái lời Ngài, trái với lương tâm, trái với những sự dạy dỗ của Ngài, thì chúng ta sẽ chống chính lời Ngài. Rồi sao nữa anh chị em? Trong đời sống cầu nguyện, khi chúng ta mật thiết với Chúa, chúng ta như một cái nhánh cây hút nhựa sống của Ngài. Chúng ta ở với Ngài thì sự sống của Ngài chảy qua chúng ta mỗi ngày. Và đó là ý nghĩa của cái câu nhờ quyền phép vinh hiển Ngài mà có sức mạnh mọi bề. Thấy không ạ? À? Con người chúng ta yếu đuối lắm anh chị em. Rồi Chúa ra là ngã liền ạ. À, nói vậy thôi, chứ mà Chúa bảo thôi giờ ta xoay mặt khỏi con cái ngã cái bạch liền, chắc chắn liền yếu lắm. Tất cả chúng ta đều yếu đuối. Và như Chúa Giêsu nói anh chị em, nếu các ngươi không ở trong ta thì các ngươi chẳng làm được việc gì cả. Chúng ta cần ở với Chúa và hút lấy sức mạnh của Ngài mỗi ngày, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, để gì? Nhịn nhục, chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ. Tại sao Kinh Thánh nói như vậy? Tại vì anh chị em à, thế gian này tràn đầy áp lực, khủng hoảng, và những tai họa bất ngờ nó có thể ập đến cuộc đời chúng ta. Ngủ một đêm thức dậy, có thể chúng ta thấy tai họa đang đến, không ai biết đâu. Nhưng làm sao để chúng ta có thể có sức mạnh để chịu đựng được những áp lực này? Đó là một câu hỏi lớn trong cuộc sống. Xin thưa với ông bà anh chị em rằng Chúa không nhắc chúng ta khỏi thế giới này. Chúa để chúng ta trong thế giới này để cho chúng ta nhờ sức Ngài vượt thử thách, nhờ sức Ngài chiến thắng thử thách và gây dựng đức tin. Cho nên anh chị em nói rằng ôi Chúa, con tin Ngài là con mong có một cuộc sống toàn là trải thảm màu hồng. Cái đó chắc lên thiên đàng mới có. Và muốn có thì chắc là chúng ta lên gặp Chúa càng sớm hơn thì tốt. Còn ở dưới đất không có chuyện đó. Đừng ảo tưởng nha anh chị em. Cho nên tôi thấy có một ông, ông đến với ông Kenneth Hagin á. Ông nói ông mục sư Hagin ơi, cầu nguyện cho tôi với, để tôi thoát ra khỏi áp lực ma quỷ ngày mỗi ngày nó tấn công tôi chịu không nổi, cầu nguyện giúp tôi với thoát khỏi này. Ông Hagin nói được thôi, bây giờ tôi cầu nguyện cho anh chết nhé.
Mà hôm sau lại cầu nguyện cho tôi chết. Bảo đúng rồi, chỉ khi nào anh chết anh lên gặp Chúa trên thiên đàng thì anh mới thoát khỏi những thứ này. Còn khi sống ở dưới đất này thì cái chuyện áp lực ma quỷ tấn công, bệnh tật đau yếu chuyện bình thường. Vấn đề là không phải chúng ta thoát nó, mà chúng ta phải thắng nó. Cho nên chị em, chính nhờ Chúa, nhờ sự kết nối với Chúa, chúng ta có sức mạnh để chịu đựng. Giống như mình một cái cầu có thể chịu đựng hàng trăm chiếc xe tải đi qua mà không bị gãy, phải không? Nhưng có một chi tiết ở đây tôi rất lấy làm khích lệ để chia sẻ cho anh chị em, là Kinh Thánh chép rằng là để cho anh em có thể vui vẻ nhịn nhục mà chịu đựng mọi sự. Vấn đề là chúng ta đã từng chịu đựng, nhưng chắc gì mỗi một chúng ta đã vui vẻ chịu đựng. Đôi khi chúng ta chịu đựng nhưng mặt mày như cái bánh bèo ấy, phải không ạ? Khổ sở, ngày càng than với Chúa và thành người bán than ở Quảng Ninh luôn. Mặc dù chúng ta ở Sài Gòn nhưng mà lại là người Quảng Ninh bán than, lúc nào cũng than. Đúng không? Chúng ta không vui vẻ cũng đang là một cái chịu đựng, một cái sự nhịn nhục, một cái sự gọi là mình đang ở dưới áp lực. Nhưng mà một người mà vui vẻ chịu đựng nó khác với người mà cay đắng để chịu đựng, có phải không chị? Cay đắng khổ lắm, khổ lắm, than thân trách phận, trách đời này, trách xã hội, trách bạn bè, trách cha mẹ. Lúc mà sung sướng không thấy cha mẹ đâu, mà lúc khổ sở bảo tại ông bà sinh tôi ra đúng cái giờ nào đây mà bây giờ tôi khổ thế này, có phải không ạ? Sao nào đang chiếu, vân vân và vân vân. Chúng ta than trách đủ kiểu thì đó là tình trạng tồi tệ nhất. Và có những người quá sức chịu đựng phải tìm cách sao ạ? Nhảy lầu, nhảy sông, rất đau buồn. Nhưng Kinh Thánh ngày hôm nay nói anh chị em là khi chúng ta kết nối với Ngài, chúng ta có sức mạnh để vui vẻ mà chịu mọi sự. Vui vẻ. Cho nên nhiều người bảo con cái Chúa chắc là ở thế giới thứ ba nó đến, sao mà đời sống khủng hoảng tùm lum mà mặt mày lúc nào cũng cười tươi rói, đúng không? Cười là chuyện tôi vẫn cứ cười, còn nan đề chiến thắng là vẫn cứ phải chiến thắng, chứ đâu có phải cười có nghĩa là không có nan đề. Cho nên chúng ta đừng có lầm giữa cái chuyện là tôi đang vui cười có nghĩa là tôi không có nan đề. Nhầm đấy, đầy nan đề, nhưng mà chính sự vui cười của mình đặt thẳng nan đề. Anh chị em nghe câu chuyện Kinh Thánh sáng nay mà Hồi Phương đã nói không? Sự vui mừng là sức mạnh của chúng ta. Sự vui mừng là sức mạnh chúng ta. Nhưng anh chị em à, sự vui mừng đây không phải là đòn tâm lý đâu. Sự vui mừng này không phải là đòn gọi là hoang tưởng đâu. Bảo à, thấy nó cười này chắc là ở bệnh viện Biên Hòa mới ra. Không phải. Cái sự vui cười đây ý đang muốn nói là gì? Đó là một cái sự vui mừng siêu nhiên của Đức Thánh Linh ở bên trong. Một cái dòng sông tuôn chảy bên trong mà khiến anh chị em muốn buồn cũng không thể buồn được. Anh chị em muốn buồn rầu cũng không thể buồn rầu được. Anh chị em muốn ngã lòng cũng không thể ngã lòng được. Nó phơi phới bên trong, mặc dù nhiều điều mình cần phải giải quyết. Anh chị em à, hành trang này rất cần cho con cái Chúa trong cuộc sống này, nhất là trong thời kỳ cuối cùng này, thời kỳ mà tội lỗi gia tăng, khủng hoảng, đủ thứ áp lực, dịch lệ, chiến tranh. Anh chị em ơi, hành trang này rất cần. Nếu chúng ta không có hành trang này, chúng ta rất dễ gục ngã trước những áp lực của cuộc sống, trước những đòn của Satan, trước những cái điều mà nó xen vào chính gia đình, con cái và mối quan hệ của mình, ngã gục lại. Anh chị em ơi, hãy giữ niềm vui trong lòng. Tôi nhìn anh chị em buổi sáng mà thấy mặt mày ai cũng tươi rói là tôi biết là ok, mọi sự ok. Mặc dù không biết là anh chị em có còn thiếu nợ ai không thì tôi không biết, nhưng mà cứ mặt mày tươi rói là tôi thấy ổn rồi đó. Chắc chắn là nợ nần sẽ qua thôi. À, anh em sẽ làm và Đức Chúa Trời ban phước để cho anh em có sản nghiệp để trả nợ là điều chắc chắn rồi. Chúa hứa như vậy mà. Cho nên khi mình nhìn vào lời hứa của Ngài, nhìn vào những gì mà Ngài đã dành cho con cái Ngài, tôi nói thiệt với anh chị em, tôi không thể tìm ra được một nguyên nhân nào để mình buồn. Không có cái lý do để mình buồn, không có cái lý do để mình rầu rĩ, không có cái lý do để mình ngã gục. Tất cả những lời hứa của Chúa là amen, là chắc chắn. Anh chị em ơi, tôi muốn anh chị em có cái hành trang đó, kết nối với Ngài. Tình yêu, đời sống cầu nguyện, trang bị cho mình ý muốn, sự khôn ngoan, hiểu biết thiêng liêng của Chúa. Những hành trang này nó giúp cho chúng ta bước những bước đi rất vững chãi trong đời sống. Và Satan, ma quỷ, bệnh tật, nghèo đói, thất bại, tổn thương có thể bắn những mũi tên vào anh chị em, nhưng nó trúng đến áo giáp của anh chị em và nó rớt xuống. Anh chị em có áo giáp. Anh em đọc Kinh Thánh sẽ thấy tình yêu thương là áo giáp. Nó bắn đến và nó rớt xuống.
Còn nếu chúng ta không có một đời sống như vậy anh chị em à, chúng ta mong manh trong thế giới này lắm. Tôi nói thiệt với anh chị em là rất mong manh. Vì khi anh chị em tin Chúa, nói như tiên tri T.B. Joshua đã nói, khi anh chị em quyết định tin Chúa, quyết định theo Ngài, là anh chị em đang, dù ý thức hay không ý thức, anh chị em đặt mình vào cái thế đối đầu trực diện với Satan. Sự thật là như thế. Bởi vậy trong câu 12 có nói đó, hãy cảm tạ Đức Chúa Cha đi, vì Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp sáng lạn. Ngài đã giải thoát anh em khỏi quyền của sự tội tâm và đặt anh em trong nước sáng láng của con Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Anh em thấy không ạ? Anh em đang đứng đối diện trực diện cuộc chiến với Satan. Nhưng xin thưa với anh chị em một tin vui, anh chị em không đứng vào phần đất của nó, anh chị em đang đứng trong phần đất của Đức Chúa Trời. Anh em đang đứng trong cái đường biên giới này nè, anh em đang đứng phía trong cái đường biên giới của đất nước sáng láng, và anh em đang đánh nó. Và đằng sau anh chị em là những cơ quan quyền lực của Đức Chúa Trời hỗ trợ để cho anh em thắng trận chiến này. Anh em muốn hiểu, có hiểu cái hình ảnh tôi muốn chia sẻ anh chị em không? Trước anh chị em không có cái cơ hội này. Trước anh chị em đứng trong nước của nó, anh chị em đứng dưới đây, nước của nó, và nó đạp lên đầu lên cổ anh chị em, nó đá đít anh chị em, nó nói cái thằng tù nhân này đi làm, và nó làm cho anh em bệnh tật đau yếu, trấn áp đủ mọi đường. À, nó thích thì cho anh em ăn, không thích thì nó cắt luôn anh em, bảo sao hôm nay tôi ăn không được. Nó thích nó cho anh em ngủ, nó không thích anh em, tao cho thằng kia mất ngủ 3 đêm, thế là cứ thuốc ngủ giọng vô mà không thấy ngủ gì cả. Nó muốn làm gì nó làm. Nhưng anh chị em ơi, cảm tạ Chúa đi, hôm nay Chúa đặt anh em trên đây, Satan không có cửa bước vào. Amen. Satan không có cửa bước vào. Linh hồn thân thể anh em đã được cứu, linh anh em đã được tái sanh, hồn anh chị em đã được phục hồi, thân thể anh chị em đã được chữa lành. Anh chị em được đặt ở trong nước con rất yêu dấu của Ngài, trong đó có sự tha thứ. Tha thứ có nghĩa là gì? Tha thứ có nghĩa là buông tha để cho chúng ta được tự do. Trước nó lấy sự cay đắng trói anh chị em, trước nó lấy sự thất bại trói anh chị em, trước nó lấy sự trì hoãn trói anh chị em, trước nó lấy sự đổ vỡ trói anh chị em, nóng giận đổi anh chị em, trói anh chị em, nó trói chân tối trây. Nếu mà mở mắt thuộc linh, dây xích nó quấn đầy rồi. Nhưng ngày hôm nay khi bước vào, Chúa Giêsu đã xé hết tất cả sự đó. Anh chị em mình được tự do, tự do. Tôi muốn khích lệ anh chị em là tất cả anh em mình đang đứng trong vị trí đó để chiến cuộc chiến này, chứ không phải là đứng trong vị trí như cũ nha anh chị em. Hãy nhớ điều này khiến cho anh chị em được đắc thắng cuộc chiến này. Anh chị em đã là người chiến thắng trong đấng Christ rồi, bây giờ chỉ thu chiến lợi phẩm thôi, thu chiến lợi phẩm thôi. Tóm lại bài giảng buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em điều gì? Rất đơn giản thôi. Hãy chuẩn bị một hành trang cho đời sống tâm linh của mình, chậm nhưng mà chắc. Tất cả những việc lớn đều bắt đầu từ rất nhỏ. Hãy nhớ điều đó, chậm mà chắc. Đừng nóng vội anh chị em. Một cái cây cổ thụ kia, anh chị em trồng hạt giống xuống và bảo cây ơi, 3 ngày sau mọc thành cây cổ thụ, cho ta lấy gỗ ta bán cái coi. Không có chuyện đó. Ít nhất là phải 20 năm nha anh chị em. 20 năm. Có cây phải 100 năm. Thế mà đời sống tâm linh chúng ta mới tin Chúa hôm qua mà hôm nay đã nói Chúa mở cửa sổ trời đổ xuống cho con cái coi, để con chẳng phải làm gì coi. Không có chuyện đó đâu. Cho nên chúng ta phải xây dựng từ từ, từng bước nhỏ. Đầu tiên là phải kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời. Đầu tiên là phải đổ tình yêu vào lòng mình. Đầu tiên phải làm cho trái tim mình được chữa lành bởi tình yêu của Chúa. Đầu tiên là phải thấy rằng hạt giống tâm linh mình đã nảy mầm. Còn chưa nảy mầm thì sao? Tiếp tục ăn năn và quỳ gối trước Chúa. Có đúng không? Chờ đến khi mình nảy mầm, chờ đến khi mình thấy, ôi Chúa ơi, con thấy có một tình yêu lạ lùng trong đời sống con. Con thấy con quý mến tất cả mọi thánh đồ. Con thấy Chúa ơi, tuyệt vời quá. Ngài chính là Chúa của con yêu Ngài bằng cả trái tim, yêu Ngài hơn cả mọi điều. Vàng kia có nghĩa gì, trái đất này chẳng là chi. Nên nhớ cái bài hát đó. Nhưng mà phải hát thật nha, chứ vàng có nghĩa gì là cũng căng đấy. Hát phải thật.
Cho nên khi mà chúng ta hát thật lòng bài hát này, lạy Chúa Giêsu con yêu Ngài, vàng có nghĩa gì? Mà thiệt lòng thì tôi đảm bảo anh chị em đã bắt đầu bước vào hành trình với Chúa. Mới bước vào thôi, mới bước vào. Và trong hành trình này, đời sống cầu nguyện lời Chúa, ý muốn Chúa, hiểu biết thiêng liêng khôn ngoan, sức mạnh của Chúa là điều không thể thiếu. Anh chị em về đọc lại Cô-lô-se này và cầu xin theo đúng Cô-lô-se này. Cầu xin như thế nào đây? Lạy Chúa, hãy cho con đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn của Ngài Chúa. Lạy Chúa, hãy cho con biết sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng của Ngài. Lạy Chúa, soi sáng con mắt của tâm thần con Chúa. Ôi, để con có sức mạnh mọi bề trong Ngài Chúa. Để con có sức mạnh để chịu đựng mọi sự Chúa. Để con có thể ăn ở đẹp lòng Ngài, thưa Chúa. Anh em thay tên mình vào đó và cầu nguyện. Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Anh em không lớn mấy chuyện lạ đấy. Không ạ? Cầu nguyện này là lớn. Cho nên tôi nhớ lại giáo sư Kenneth Hagin nói, ông cầu nguyện theo cái câu Ephesos chương 1 câu 17, 18, 19. Ông cầu nguyện 6 tháng và mắt tâm linh ông mở ra. Ông đọc kinh thánh thông suốt vô cùng. Nhiều người không đến 6 tháng, cầu nguyện 6 ngày bỏ mất tiêu. Phải không ạ? Cho nên cái thua của chúng ta ở chỗ này. Thua của chúng ta là chúng ta không nhịn nhục, không kiên nhẫn, không kiên trì. Anh em ơi, hãy kiên trì. Amen anh chị em. Và điều cuối cùng tôi muốn nhắc anh chị em là chúng ta đã đứng trong vị thế của người chiến thắng. Tất cả anh chị em mình ngày hôm nay đến để cầu nguyện, hãy biết rằng Chúa làm rồi. Chúa làm rồi. Bởi lần đòn của Chúa, anh em đã được lành bệnh rồi. Cho nên khi tôi cầu nguyện cho những người bệnh, lâu lâu tôi hay hỏi một câu mà nghe giật mình không biết trả lời làm sao. Tại sao khi tôi đặt tay lên, anh chị em biết là anh chị em được lành bệnh? Bảo không, cũng biết thì Chúa muốn tôi lành bệnh. Rồi thế này, rồi thế nọ, thế khác. Không đúng. Khi tôi đặt tay lên cho em, anh chị em được lành bệnh bởi vì bởi lần đòn của Chúa chịu mà anh em đã được lành. Vấn đề không phải tôi, vấn đề không phải hội thánh, vấn đề không phải anh chị, vấn đề là Chúa Giêsu đã làm điều đó cho anh chị em. Chúa Giêsu là trung tâm, Ngài làm tất cả cho chúng ta. Cho nên tôi nói cho em, mắt mình phải hướng lên Chúa Giêsu. Khi tôi đặt tay lên cho em, anh em muốn gì hướng lên Chúa, lạy Chúa con nhận. Ngài dùng cái người đầy tớ này để chuyển tải điều đó cho con. Tôi chỉ là ông dẫn thôi. Tôi chỉ là công cụ trong tay Ngài. Tôi không có cái vai trò gì trong cái chương trình cứu chuộc để đem ân điển cho anh chị em. Không có. Người phát quà cho anh chị em là Chúa Giêsu. Amen. Cho nên anh chị em hãy nhớ những câu kinh thánh để mình nhận được điều đó. Ví dụ như anh chị em đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Khi tôi đặt tay lên chị em, tại sao anh chị em biết rằng mình đã thoát được rồi? Anh em mà, tôi thấy điện chạy trong người, tôi thoát rồi. Không phải. Kinh thánh không bao giờ nói rằng điện chạy trong người thì thoát. Các anh em, tôi ngã xuống là tôi thoát rồi. Kinh thánh cũng chẳng bao giờ nói anh chị em ngã xuống là thoát. Nhưng kinh thánh nói, vì Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đầy dẫy mọi sự cần dùng và dư dật, để cho anh em có thể làm đủ thứ việc lành và còn dư rồi để làm mọi sự khác nữa. Rồi trong Philip nói là gì? Ngài vốn giàu nhưng trở nên nghèo, và bây giờ Ngài đãi chúng ta y theo sự giàu có nơi vinh hiển của Ngài trong Đấng Christ. Ngài có tiêu chuẩn hoàng gia để ban phát món quà của Ngài cho chúng ta. Ngài có sức mạnh để giúp chúng ta thoát khỏi mọi áp lực nợ nần. Thương bạn chị em, đó là cách chúng ta cầu nguyện, đó là cách chúng ta xây dựng đời sống tâm linh. Cho nên chị em điều cuối cùng tôi muốn nhắc là tất cả anh em mình đã đứng trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài giải thoát rồi. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn cầu nguyện cùng với hội thánh theo như Cô-lô-se chương 1 từ câu 9 đến câu thứ 14, để sự hiểu biết đụng chạm của Chúa đến với mỗi một anh em mình một cách đơn giản thôi, nhưng anh em sẽ nhận được bởi đức tin. Bởi đức tin anh em có sự đụng chạm của Chúa, có sự mặc khải khai mở và hoàn cảnh của mình được giải quyết. Anh em có amen và đồng lòng giờ này không? Cảm ơn Ngài nhé. Chúng ta hãy đồng đứng nè. Hãy đến với Chúa một cách rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta bắt đầu cầu nguyện nè. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.